Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách khai báo thông tin chuyển việc lên đại sứ quán của Nhật khi mà trong vòng 14 ngày các bạn chuyển việc từ công ty này sang công ty khác. Thì đầu tiên thì các bạn vào cái trang web này. Mình sẽ để cái link ở dưới cái phần comment ở dưới thì các bạn tích vào nó. Thì ở đây là cái trang trang chủ của Nhật, nó sẽ cho mình cái địa chỉ. Ở đây mình đầu tiên là nó có ba cách. Đầu tiên là các bạn có thể đến trực tiếp lên đại sứ quán rồi thì là lên lên lưu cảng để thông báo là mình đã chuyển việc. Cách thứ hai thì là mình viết giấy. Và cách thứ ba là khai báo trên online. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách khai báo bằng giấy trước. Xong sau đó mình sẽ hướng dẫn mọi người cách khai báo bằng online. Thì khai báo giấy thì như thế nào? Các bạn vào trang này nhé, xong các bạn kéo xuống dưới. Đấy. Kéo xuống dưới. Đấy. Kéo xuống dưới này. Đây. Đây chính là cái địa chỉ mà chúng ta cần gửi cái tờ giấy mà thông báo chuyển việc. Đấy, tờ giấy mà các bạn bạn sẽ ghi là số nhân viên kiêu cự này. Rồi thì là thông tin của Kyoto này. Đấy. Thông tin của nó. Xong đây đây là chỗ mà tiếp nhận hồ sơ của các bạn. Thì đây đây chính là cái mà các bạn cho phong bì nhé, mua phong bì, mua cái tem ở Comini ấy là 880 yên, mua 80 yên không cho cái giấy đi vào. Thì cái giấy mà mình cần cần đao ở đâu thì đây mình kéo dưới nhá, các bạn kéo dưới nhá. Đây cái nó chính là đây. Nếu mà các bạn có máy tính ấy, thì các bạn dùng đao bản Excel này, còn bạn nào mà không có máy tính thì các bạn đao bản PDF này, xong bạn in ra comic đi, mình in in ra mình lấy. Thì cái bản đây nó chính như này đây, thì nó sẽ nó in ra nó giấy như này. Thì mình sẽ nói sơ qua cho các bạn biết cách ghi như nào. Cái này đơn giản lắm, thì các bạn làm thế này nó nhanh hơn so với cái khai báo online ấy. Nhưng mà mình mất công là mình phải mất 80 yên ra gửi giấy, nhưng chính này chắc chắn hơn này. Đó. Thì thông tin như nào thì đây mình đã làm một bạn đấy, một bạn bạn Hương này đấy nhá. Đây thì đầu tiên ấy là các bạn chỗ này có mục này ấy, là lúc của Toro kê đệ thì là cái tên của người, tên của mình ấy, chính tên của mình, ngày tháng năm sinh này, ngày tháng năm sinh năm này, xong ngày tháng ngày này, thì cô cứ thì các bạn điền là Toro mười vào đây. Rồi cái thứ hai, cái thứ ba nữa là cái địa chỉ của mình. Thì các bạn nên ghi cả số nhân viên kiêu cự này, rồi thông tin đầy đủ của địa chỉ của mình, và cái số nữa là cái số dây qua đồ này. Đấy, cái số dây qua đồ các bạn lấy cái thẻ thẻ dây qua đồ bạn các bạn ra, xong các bạn điền vào. Đấy. Đấy, xong tiếp theo thì là tiếp theo nữa là các bạn điền cái ngày kết thúc của công ty đấy, ngày kết thúc nhé, ngày kết thúc của công ty là bao nhiêu nhỉ, các bạn điền vào đây, có nghĩa là bạn nghỉ việc cái bao nhiêu thì ghi vào đây, và cái tên công ty cũ, tên địa chỉ công ty cũ. Đấy. Tên công ty cũ và địa chỉ công ty cũ. Tiếp theo nữa thì là cái ngày mà các bạn đi làm công ty mới nhé, công ty mới ngày bao nhiêu, từ ngày nào. Đấy. Thì các bạn ghi vào đây, xong là các bạn ghi là ở dưới cái mục này thì nó đây nó ghi này, cái mục mục ô này thì là địa chỉ công ty cũ nhé, đây là đề tên công ty cũ này, và mã số thuế của công ty cũ nhé, chứ không phải là ấy nhé, và công ty mới, mã số thuế công ty mới. Ở đây nó sẽ ghi là cái công ty, địa chỉ công ty cũ này, đây là địa chỉ công ty cũ này và số điện thoại. À, các bạn nhìn này, địa chỉ công ty cũ, số điện thoại, và dưới này là Arata này, là sự địa chỉ công ty mới, đây địa chỉ công ty mới, số nhân viên kêu cự rồi, địa chỉ công ty mới, số điện thoại. Và cái dưới cùng này ghi là nội dung công việc. Cái nội dung công việc của các bạn thì các bạn đi ghi vào đây, làm về điện tử hay là cái gì đấy thì các bạn ghi vào đây. Và cuối cùng thì các bạn ghi tên của mình, ký tên mình vào, ghi ngày tháng vào đây. Đấy, nó ghi số điện thoại liên hệ vào. Và các bạn photo cho mình một cái thẻ gai ấy, cái thẻ gai của các bạn ấy, đen hai mặt, đút vào cùng phong bì là gửi đi. Thì các bạn nhớ nhá, cái địa chỉ của địa chỉ gửi đi là chỗ này nhá, đây chính là địa chỉ đây nhá, các bạn ghi vào cho mình vào, copy rồi xong in ra ghi vào,
Thì các bạn cho phong bì và các bạn cầm cầm ra họ hòm thư gửi là nhanh nhất. Đây là cách mà viết viết thư. Thế còn còn mà cách mà viết giấy online thì như thế nào? Viết giấy online viết thông tin chuyển việc online, chuyển việc bằng viết giấy tay lên đại sứ quán, lên lưu cảng. Thì bây giờ mình sẽ viết hướng dẫn mọi người cách đăng ký online gửi thông tin chuyển việc trong vòng 14 ngày lên lưu cảng của Nhật. Thì ở đây mọi người vào trong web này nhé, vào đường link này. Thì mình sẽ để ở dưới comment đấy, các bạn ấn vào nó rồi các bạn ra trang như này. Thì các bạn chọn vào dòng này cho mình nhé, dòng thứ nhất nhé. Đấy. Đây thì nó đòi hỏi có ID với cả password, nhưng mà các bạn chưa có, mình mới lập thì chưa có. Thì các bạn chọn cho mình vào cái phòng này, dòng này nhé. Đây, dòng này thì nó để tạo một cái ID password mới, thì các bạn điền vào đây cho mình. Giới tính ở đây thì các bạn chọn là Okuseki, là đất nước thì các bạn chọn bên tôi 50 nhé. Cái đây là số ca đồ thì các bạn cứ điền, đây mình làm ví dụ, đây mình điền tạm vào đây T. Đấy. Đây thì nhập số thẻ ca đồ mà các bạn có nhé. Đây mình ví dụ thôi. Xong nhập tên của mình vào đây. Xong rồi mật khẩu. Đấy. Rồi xì số email. Nhập vị trí email xong rồi dòng cuối cùng thì các bạn đã đặt like nhô rồi, xong rồi cả clip đấy. Cái này password của mình không được. Mình lập rồi thì mình không phải làm nữa, thì mình điền luôn. Đó. Mình điền luôn xong rồi mình điền tắt vào. Đây, tên của bạn mình làm cho đây. Thì đây nhá, thì là ở đây thì các bạn là chuyển địa chỉ đúng không? Chuyển địa chỉ công ty, thì các bạn đầu tiên các bạn khai báo cái chỗ mà kết thúc công việc công ty cũ, và cái hai là khai báo công ty mới. Nếu các bạn viết tay thì nó sẽ có tổng hợp cả hai cái luôn cho dễ hơn. Nhưng mà do ở đây thì các bạn khai báo thế này thì nó chỉ có kết thúc công việc cũ và khai báo công ty công việc mới,
Thì ở đây các bạn đầu tiên các bạn phải vào là kết thúc công việc cũ nha. Kết thúc công việc cũ. Ở đây. Trong này thì nó cũng đơn giản này, không có gì cả. Thì mình giới thiệu qua cho mọi người. Kết thúc công việc cũ trước. Các bạn ghi tên các bạn vào đây, ngày tháng năm sinh của các bạn. Rồi giới tính, quốc tịch và cái địa chỉ hiện tại các bạn nhé. À sử như là nếu mà ở Osaka ấy, thì các bạn điền thông tin là Osaka, các bạn kia là Osaka, các bạn điền Osaka bự vào đây. À, xong rồi tìm, nó tìm ra ê, bạn kia là Osaka bự Osaka si, sao Osaka bự Osaka si rồi, Osaka bự Osaka si đây, Nishiku. Đấy vào đây thì nó ra gì này, các bạn điền thêm cái thông tin nhà vào đây. À, đặc biệt chỗ này là nó là gen các cự nhé, nên là các bạn để ý nhé. Thì các bạn vào cái nếu ở điện thoại ấy, thì các bạn vào cái phần 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 cái phần mà bàn phím ấy, xong rồi kéo xuống bàn phím xuống dưới thì chọn cái phần mà đường kính và kích thước chữ ấy, ở phần tự động ấy. Các bạn tắt nó đi, tắt nó đi là các bạn sẽ vào được ở phần setup, xong là vào phần cài đặt chung, xong là vào phần bàn phím thì các bạn bỏ cái chỗ mà kéo xuống dưới thì chiều rộng đầy đủ thông tin thông minh ấy. Đấy các bạn tắt nó đi là các bạn nào các bạn điền được thì nó sẽ không bị lỗi phông chữ nhé. Xong rồi các bạn nhập cái thông tin Zaju Card vào đây, Zaju Card vào rồi số điện thoại các bạn, cái số điện thoại ở dưới này. Đấy. Đấy. Xong rồi các bạn điền là ngày tháng kết thúc công việc nhé, ngày tháng năm kết thúc công việc đó, đây địa chỉ công việc hết công việc và tên của công ty nhé. Đây là tên công ty mà các bạn kết thúc công việc, địa chỉ công ty. Đấy. Xong xuôi các bạn ấn cả cân đi là ok. Đấy. Đây là xong xuôi một cái tờ kết thúc công việc công ty cũ, xong sao cả quay lại ấn nhạc link là ok. Xong xong tiếp theo là các bạn khai báo cái dòng thứ hai là công ty mới thì các bạn vào đây. Sau khi mà tiếp theo thì mình nhập vào cái bảng mình phải vào cái bảng vừa rồi đấy, thì mình vào cái bảng mà mình nhập công ty mới thì đây vẫn như thế, tên rồi thì là ngày tháng năm, giới tính và quốc tịch. Thì các bạn nhập địa chỉ các bạn vào đây. Đó. Xong rồi nhập cái số card thẻ Zaju Card của các bạn. Rồi nhập số điện thoại vào đây. Đây các bạn điền cái ngày tháng mà các bạn vào công ty mới nhá. Ngày ngày tháng năm vào công ty mới. Đó. Rồi thì là đây đây chỗ này nhá, các bạn đừng có nhầm lẫn nhé. Đây là tên công ty cũ, địa chỉ công ty cũ. Các bạn sẽ tra vào đây. Đó. Rồi ở dưới này thì nó là go là tên công ty mới và địa chỉ công ty mới với nhá. Đó. Sau đó cái dòng này là cái dòng mà nội dung công việc của các bạn. Bạn cái nội dung công việc ấy. Các bạn chọn trong này là cái nội dung công việc gì, các bạn chọn vào đây cho mình. Tiếp. Có cái phần dưới là các bạn không ghi được, nên là thực tế mà các bạn làm công ty, địa chỉ công ty các thứ các bạn cũng điền vào đây cũng được, nhưng mà không cần. Các bạn ghi vào đây, đây như đây thì là tên vẫn là cũng là tên công ty. Chỗ bạn làm là làm công việc là gì, xong rồi thì là địa chỉ ở chỗ nào, đây là nội dung địa chỉ, nội dung của nó, xong rồi số điện thoại, xong rồi cả cân đi là ok. Thì mình đã giới thiệu qua các bạn là cách đăng ký online nó sơ qua như thế. Thì các bạn nào mà chuyển việc thì các bạn nên đăng ký như thế, nó cũng đơn giản, nó không có gì khó, điền mấy cái tên địa chỉ vào thôi. Nhưng mà cái mộ các bạn phải chuẩn bị cho mình là cái số địa chỉ, số điện thoại của công ty mới, công ty cũ. Nhưng mà viết cái này thì nó nhanh hơn tí, nhưng mà nó cũng hơi lằng ngoằng, viết tay nhanh hơn, viết tay giấy trắng mực đen gửi đi nhanh hơn. Đấy thì hôm nay là toàn bộ nội dung mình chỉ mọi người cách đăng ký online, cách thông báo chuyển việc nên nếu cần. Chúc các bạn thành công nhé, các bạn cho mình xin một like và comment vào, và nếu mà có tốt hơn thì cho mình một cái chia sẻ và mình cảm ơn nhé. Chúc các bạn thành công sang công ty mới thì làm việc tăng ca nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong vào video tiếp theo nhé.